Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hôm trước tôi đã hướng dẫn các bạn chế cái bơm xe với lại cái xịt sơn, nhưng mà giờ một cái là cái lốc ấy, nó đang có cái giờ le điện tử ấy, thì nó sẽ không khởi động ngay. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lắp cái giờ le cơ để cho nó dễ khởi động mỗi một khi nó dừng lại. Đó. Thì cái video trước ấy, tôi đã hướng dẫn các bạn là chế cái tức là tận dụng ấy, cái lốc hút ấy, để làm cái bơm xe này, hoặc là có thể làm cái xịt sơn. Thì vấn đề là như này, một số bạn ấy, tức là khi mà nó chạy đủ hơi rồi đấy, thì nó ngắt, hoặc là các bạn rút điện ra nó ngắt nhưng nó không chạy lại ngay. Thì vấn đề của nó là như thế này, hôm trước tôi đã không nói kỹ với các bạn là khi mà ta dùng cái giờ le điện tử đấy, thì nó sẽ không chạy ngay. Đây, hôm nay tôi cắm thử. Đấy, cái giờ le điện tử đây tôi cắm. Đây, đồng hồ đang đi. Chẳng hạn như là nó lên được một ngày rồi, nó lên mới khoảng chưa đến 5 ký, 3 ký, bây giờ phải rút ra này. Đó. Thì nó lại không chạy lại được ngay. Đấy, nó như thế. Ta cắm lại nó không chạy lại. Đó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang bỏ cái giờ le điện tử này ra, chúng ta chuyển sang cái giờ le cơ có tụ đề. Bây giờ là áp nó đang như thế mà cái giờ le điện tử này nó không đề được. Giờ tôi chuyển sang cái giờ le cơ, giờ le cơ của nó này. Rồi, ok. Đây, bây giờ tôi cắm này. Tôi nhìn cái đồng hồ này. Đó, nó đè khẩn cái đè ngay. Đó, tôi rút ra này. Cắm vào này. Đó, lại chạy luôn. Đó, áp vẫn đang lên. Bây giờ tôi rút ra này. Lại nhé. Đã, chạy luôn. Đó. Cái giờ le cơ này các bạn phải mua đúng, tức là cái lốc 1/6 thì các bạn phải mua cái giờ le cơ 1/6 này. 1/8 thì là giờ le cơ 1/8, và 1/2 thì giờ le cơ phải 1/2, nó phải đúng thì nó mới hít được. Tức là trong này nó có cái cục hít, khi mà điện nó vào nó hít lên để cho ngắt mạch, chứ nếu không ấy là nó dính, nó dính nó sẽ làm chết lốc. Nên cái giờ le cơ này là phải cần chính xác, không thể dùng chung được. Còn cái tụ đề thì nó khoảng 75 đến 100 ly là dùng cho cái lốc tủ lạnh tốt. Với lại cái nữa, bởi vì khi mà chúng ta dùng chuyên cho bơm hơi nhá, thì chúng ta chú ý là chúng ta làm cái lọc gió cho cái đầu hút của nó để cho nó khỏi hút cái bụi vào nhiều. Nếu như nó hút bụi vào nhiều nó sẽ làm bẩn dầu bôi trơn,
và sẽ làm cho nhanh hư cái piston và nó sẽ kém, áp nó sẽ kém. Cho nên là chúng ta chế được cái đó, cái đầu hút này y như cái lọc gió của cái xe là rất tốt. Hoặc là nếu không thì thi thoảng chúng ta phải thay dầu, bởi vì ở ngoài, chạy ở ngoài là cái dầu nó hút bụi vào, nó nhanh bẩn và kém trơn, kém bụi trơn, chứ nó không như trong hệ thống lạnh. Trong hệ thống lạnh nó sạch, dẫn đến là nó sẽ rất là tốt cái dầu, nhưng ở ngoài thì chúng ta phải thay, định kỳ thay. Với hai nữa là khi các bạn lắp cho cái hơi thì chúng ta cố gắng là mua thêm cái van an toàn nữa, để khi mà nó quá lên thì nó sẽ ngắt điện, hoặc là cái van an toàn van xả cũng được. Đấy là hai cái van đó, hoặc là cái van nguyên cái van ngắt điện thì cũng được, giống như là của cái bình hơi đấy. Thế còn tôi thì tôi làm tạm thời, thế nên là tôi không dùng van. Thì có hai ba cái điểm cần lưu ý là chúng ta thay cái giờ le điện tử thành giờ le cơ có tủ đẩy. Thứ hai nữa là làm cái lọc gió cho cái đầu hút để cho nó khỏi bị hút bẩn vào, làm chất lượng dầu bụi trơn kém. Thứ ba là cái van an toàn cho cái bình. Thì ba cái điểm đó cần lưu ý để chúng ta sử dụng cho nó được tốt. Rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.